Rồi, xin chào anh em ha. Hôm nay thiết bị máy nhập khẩu mới về một cái đầu khoan Taro 2 mũi di chuyển thương hiệu Kinsan. Cái model là KSB-170. Đó, đây là Universal Midline Spindle Reeling Head ha. Cái là đầu khoan 2 mũi di chuyển. Model là KSB-170. Thì theo số cái thông số đây thì nó sẽ là mình đặt về là cái tỷ lệ truyền đó là 1:1.5 ha. Thì cái tâm hai lỗ nè. Đó, tâm hai lỗ điều chỉnh nhỏ nhất nè, nó sẽ là 55 mm và xa nhất là 170 mm. Cái khả năng kẹp mũi to nhất là 13 mm ha. Và số mũi là 2 mũi này. Đây là hãng của Kinsan ha. Đó, thương hiệu Kinsan. Đây, Kinsan của Tài Quan ha. Thì để giờ mình, hồi nãy mình đã khui kiện ra rồi, giờ mình sẽ kiểm tra nó là đúng hay không ha. Thì hàng này mình nhập mới 100% từ Đài Loan về Việt Nam luôn này. Đó thì hàng nhập sau thì mình để nguyên vậy đó ha. Đó, thì bên trong nó sẽ có, hồi nãy mình chỉ mới có khui cái thùng này thôi, bên trong mình chưa có kiểm tra đây, giờ mình kiểm tra trước khi giao khách đây. Đó, trong thì sẽ đóng xốp như thế này. Đó, bỏ vào bên đi ha. Đó. Thì đây là cái đầu model thương hiệu nè, Kinsan nè ha. Model KSB-170. Tỷ số truyền nè 1:1.5 đúng rồi ha. Đó, tốc độ của đầu này tối đa là 3.000 vòng một phút nè. Đó. Đó thì cái đầu này thì made in 100% mà từ Đài Loan ha. Ở đây mình thiết kế theo yêu cầu của khách. Thì nó sẽ gắn sẵn hai trên cái đầu KSB-170 này. Nó sẽ gắn chúng ta sẵn hai cái đầu kẹp măng ranh từ 1 ly tới 13 mm ha. Đây là cái đầu, ngoài ra thì cái đầu này cho phép chúng ta tháo ra, có thể là gắn được mua đầu kẹp taro vô đa năng vô cũng được nữa, thì do nó dạng dạng con ha. Thì đây hai cái con ốc này là chúng ta khi mà chúng ta xả ra đó, xả theo ngược chiều kim hộ là chúng ta sẽ thể quay được nguyên cái khớp này ở đây luôn đó, quay điều chỉnh ra ha. Đây, vô đây là do để mà tiết kiệm cái không gian vận chuyển á, thì nhà máy nó khi giao cái hàng chúng ta nó đã dặn điều chỉnh cho hai cái đầu này về vị trí min nè, tâm là 55 mm ha. Đó, còn những bạn muốn 1:1.70 thì bằng thể xả hai góc ra, thì khi đó quay cái đầu này sẽ qua theo hướng này, nó nằm bên đây ha, đầu này nằm hướng bên đây sẽ tâm lỗ sẽ được 1:1.70. Thì ứng dụng của cái đầu khoan hai mũi di chuyển này, thường gắn cho những cái máy khoan bàn hiệu Kinsan hoặc là những cái máy khoan bàn của thương hiệu khác cũng được, như KTK, Hồng Ký, Tiến Đạt đều được hết. Thì nó do nó sẽ được thiết kế khi mà chúng ta đặt á, thì nhà máy nó sẽ làm cái phần cổ này, cổ đầu máy này đó, sẽ vừa với trục chính máy của từng cái máy mà gắn nó lên ha. Như ở cái đầu này thì khách hàng của mình nó đặt cái gắn cho cái máy của thằng thương hiệu Kinsan luôn, với cái trục chính đây là chuẩn côn là MT2, và cái đường kính của cái ống này, của cổ này nó là 65 mm ha. Thì theo kèm theo cái đầu này nó sẽ có chúng ta một cái bộ phụ kiện nữa, đó là cái những cái hai cái lò xo, chúng ta sẽ gắn hai bên đây đó. Lò xo chúng ta sẽ bắt con ốc vào đây ha, và đây một cái nữa thì sẽ gắn vào máy. Thì khi cho cái đầu này trọng lượng nó rất là nặng ha, khi mà bản thân cái trục chính của cái máy thì cái bản lò xo của máy khoan á, nó sẽ không có thể nào mà kéo nổi lên cái đầu này lên hết á đó. Đó, do đó thì khi gắn lên máy thì bắt buộc chúng ta phải lắp cái lò xo này, bộ lò xo này cho máy để nó kéo phụ ha. Lò xo rồi hai cái màu đen đen này đó là cái dẫn hướng của cái đầu. Đặc điểm này chúng ta sẽ gá vào cái trụ máy, trụ khoan này.
đó, nó sẽ tịnh tiến lên xuống, giúp cho cái đầu chúng ta nó theo mà lên xuống tịnh tiến theo một cái đường thẳng ha. Đó, đây nó ghi thông số đầy đủ hay chính xác ha nè. Đây là nó mô tả cái vị trí khi mà hai cái đầu nó ở vị trí xa nhất nè, 170 mm nè. Đây là hai cái núm vú mỡ ha, để mình chúng ta trao ở bờ bòi vào. Đó, thì hàng đây đặt là mới 100% ha, và cam kết luôn là đúng với thông số theo trên cao lô này nè, 100% luôn. Đó, hình về hình dạng nè, các bạn nhìn xem nè ha, so sánh cái hình này đây 170 và cái thực tế nữa đây. Đó, giống 100% ha. Đó, thông số. Thì ngày nay thì cái ứng dụng của cái đầu hai mũi di chuyển này trong lĩnh vực cơ khí thì rất là nhiều luôn ha. Nó giúp chúng ta tiết kiệm được, thứ nhất là thời gian gia công và tăng năng sức làm việc nó rất là nhanh luôn. Vì một lần gia công như thế chúng ta được sẽ được hai mũi ha, khoan đồng thời hai lỗ hoặc là ta rô đồng thời hai lỗ. Đó, rất là nhanh luôn. Thì trung bình giá thành của một cái bộ đầu hai mũi hiệu Kinsan như thế này, như nhập lẻ như thế này thì nó giá tầm khoảng 18-19 triệu một đầu ha, chưa thuế. Giao đặt hàng thì tầm khoảng 15 đến 20 ngày là có. Đó. Thì bảo hành sẽ là bảo hành 6 tháng ha, giao hàng toàn quốc. Kiểu đầu khoan hai mũi di chuyển KSB 170 này thích hợp đến khoan những cái lỗ, hai vị trí lỗ nó tầm tối đa, tầm tầm min đó là phải từ 55 mm trở lên ha. Đó. Chứ mà nhỏ hơn thì chúng buộc là nó không có làm được ha, và chúng ta phải sử dụng một cái kiểu đầu hai mũi khác, sử dụng collet. Thì khi do bản thân cái đường kính của cái đầu mang răng 13 mm này nè, nó đã là khoảng 50 55 mm rồi. À, để cho hai cái vị trí hai cái đầu này nó không có đụng nhau thì tôi thấy là tâm hai lỗ nó phải là lớn hơn 55 mới được ha, lớn hơn một bằng 55 thì hai cái trục này nó quay nó mới không đụng nhau mới dễ gia công được. Thì ứng dụng của đầu này thì thích hợp như taro hoặc là khoan hai lỗ, vị trí hai lỗ thì mình thấy nó xa nhau tối thiểu là từ 55 mm lên ha. Thì cam kết luôn là khi mà mua cái đầu như thế này ở thiết bị máy nhập khẩu giống cơm thì có thể là bất kể một cái máy khoan nào thì cũng đều gắn được ha, do mình làm theo thiết kế theo yêu cầu mà. Rồi, mình xin phép dừng video của mình tại đây ha. Thì nếu anh em nào quan tâm thì có thể là tham khảo website thiết bị máy nhập khẩu .com hoặc là hotline 0975 157 412, gặp Mr. Siên để được tư vấn và báo giá về những cái đầu khoan hai mũi, đầu taro hai mũi di chuyển ha, của thương hiệu KTK cũng như là Kinsan như thế này. Thì mình có tư vấn thiết kế và lắp đặt những cái đầu hai mũi, đầu khoan nhiều mũi, 3 mũi, 4 mũi, 5 mũi gì đó, taro cũng nhiều có luôn. Thì anh em là nếu mà thấy hay thì hãy cho mình được like và đăng cái kênh ha, để không bỏ lỡ những video tiếp theo ha. Rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây ha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.